Tình cảm đấy anh ơi, tình cảm đấy. Đấy, ở đầu sông thì anh ấy giặt, còn ở dưới sông thì các em đang tắm anh ạ. Các em Tây đang tắm để hôn nhau kìa. Ai già. Lạnh lắm. Các bác hôm nay Du Già ở đây là thác nước Du Già nhá, ngày nào trừ những ngày mưa lũ thôi, còn lúc nào cũng rất là đông khách. Em cảm nhận thế nào? How do you feel? Tuyệt vời đúng không? Chuyến đi này rất là tuyệt vời đúng không? Thứ nhất là ngắm được cảnh đẹp này, giải trí tâm thần, giải trí tư tưởng này, giải tỏa áp lực stress bao nhiêu ngày qua đúng không? Đấy, ba nàng tiên cá trên vách đá kìa. Tắm đi. Thế lúc Hà Giang 1-2 độ C vẫn nhảy xuống đây tắm mầm mầm, nhưng không đông như này.